Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Hỏng rồi, cuồng thú Huỳnh lại lên cơn rồi. Cứ phải tới vào lúc này. Trong trạng thái này, hắn chìm đắm vào trong cơn điên loạn. Tốc độ đánh mất lý trí cũng sẽ nhanh hơn. Lý trí còn lại của hắn sợ là không đủ để đối kháng cơn nghiện này. Để an toàn, chúng ta vẫn là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Ảnh Chi Phi đã khởi động rồi. Hai vị mời, chúng ta đi. Cuồng thú huynh, ngươi đã kiên trì nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không bị chú ngữ nuốt chửng tâm trí. Nhưng lần này ngươi gặp kiếp nạn khó rồi, có lẽ đây chính là số mệnh. Chuyện gì vậy? Khí tức của cuồng thú thiên tôn đột nhiên trở nên khác hẳn. Minh khí tàn bạo như bây giờ, thật là thứ nhân loại có thể phát ra hay sao? Tình hình không ổn lắm, mình phải mau chóng kết thúc cuộc chiến này. Trần Ngọc Phong, ta sẽ dùng dị hỏa bổn mệnh. Mau dẫn nhị vị rời khỏi nơi này, không cần lo cho lão phù. Ừ, hóa ra bọn chúng đã lùi từ lâu rồi. Người đi ghế trống. Ây, thế thì không sao rồi. A ba, độ mài mòn giảm xuống 26%, độ mài mòn 29%, 25%, 23%, 21%, 19%, độ mài mòn 16%. Dị hỏa bổn mạng, kim luân chân dương hỏa. Quang cầu đó chính là lửa bổn mạng của cực hỏa thiên tôn, trông có vẻ bình thường quá. Cục chất thải của quân lửa nhà ta cũng còn to hơn ngọn lửa này. Kim luân chân dương hỏa, ghi chép ở trong cổ tịch lại thật sự là tồn tại. Nghe nói ở linh cảnh thời viễn cổ, trên trời có hai mặt trời, tỏa ra sức nóng xuống mặt đất, khiến cho cây cối không thể nào sống sót được, cho đến khi một vị thiên tôn dùng cung để đứng ra, hao hết thọ nguyên và tinh huyết, bắn một mặt trời trong đó rơi xuống. Mặt trời đó rơi xuống một nơi ở trong linh cảnh, hóa thành một ngọn lửa. Người đời gọi nó là Kim Luân Chân Dương Hỏa. Tuy trên cổ tịch viết như vậy, nhưng chưa từng có ai tìm được tung tích của nó. Vì vậy ngọn lửa này cũng trở thành dị hỏa ở trong truyền thuyết. Xếp trên bảng xếp hạng dị hỏa, nó đứng hạng nhất. Tỏa sáng mặt đất đi, Kim Luân Chân Dương Hỏa. Độ mài mòn 12%, độ mài mòn 9%, 7%, 5, 4, 2, độ mài mòn 1%, độ mài mòn giảm 0%. Cầu, ta không làm người nữa. Tiểu cuồng, cuối cùng ngươi đã đối mặt với nội tâm rồi. Thực ra ngươi vẫn luôn tự lừa dối chính mình. Bất kể là cầu hay là thâm nguyên chi chủ, từ đầu tới cuối bọn nó đều không tồn tại. Nói cách khác, bọn chúng chính là sản phẩm tưởng tượng ngươi tự huyễn hóa ra để lừa chính mình. Trong quá khứ, ngươi vô cùng nhỏ bé và yếu đuối, không có lòng tin vào bản thân, khiến cho thế giới này không công nhận ngươi. Điều này thực sự quá xa xôi. Nếu có thể có đồng bạn giúp mình thì tốt biết mấy. Mang theo huyễn tượng đó, ta xuất hiện bên ngươi. Ngươi có năng lực huyễn hóa vật phẩm tưởng tượng thành vật thực. Càng chìm đắm ở trong đó, ngươi sẽ càng điên loạn. Thứ triệu hoán ra cũng sẽ càng mạnh mẽ. Mà điểm cuối cùng của tưởng tượng này là trở thành kẻ điên không phải là người. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu ta đã cô độc một mình. Cuối cùng ta đã hiểu hàm nghĩa của câu nói đó. Khi ngươi nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn ngươi. Tạm biệt nhé, chút lý trí cuối cùng còn tồn tại của ta. Hy vọng sau khi ta thấy vĩ lực của ta, người đời có thể nhớ tên của ta. Điên cuồng quân chủ. Tiếng gào từ trận chiến tường cổ mà truyền đến tận bàn nông đô. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đáng ghét, ban nãy hắn trốn vào một không gian khác, Kim Luân Chân Dương Hỏa đã suýt giết chết được hắn rồi. Giờ thì khơi giải quyết rồi đây. Tốc độ nhanh quá. Cực hỏa thiên tôn chết rồi. Nếu vậy diễn võ cũng kết thúc rồi. Cha tôn, người mau thu thần thông lại đi. Sao tiên tôn uống trà không nói lời nào đã bay đi rồi? Lúc này không phải lên tuyên ngôn thắng lợi hay sao? Chắc không phải là triệu hoán thú của hắn khó ẻ. Lên đi đỡ đẻ rồi chứ. Chờ đã,
Tại sao trên đầu của chúng ta xuất hiện chữ nguy? Có linh cảm không này? Từ nơi xa có linh áp đang tiến đến gần. Cuồng thú thiên tôn đang bay về hướng bàn nông đô. Hắn không phải tới uống trà với chúng ta đó chứ?